Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu bật lửa Zippo Chrome của hãng Moto Harley Davidson. Một cái mẫu bật lửa Zippo Chrome rất đẹp và bán rất chạy của hãng Moto Harley Davidson. Cái bật lửa Zippo này thì nó có cái logo nổi. Cái phần logo nổi này là cái điểm đặc biệt và cái điểm nhấn của cái bật lửa Zippo Chrome này. Chúng ta có thể thấy phía trước, đây là cái logo nổi phía trước đây. Nó là bao gồm có một phần giống như là một cái bộ máy, cũng như động cơ, cũng như là một cái bình xăng của bật lửa Zippo. Và điểm đặc biệt là có con chim đại bàng. Nó được ẩn ở phía trong cái logo nổ này. Khi mà chúng ta đóng lại thì chúng ta không thấy nó. Đó, không thấy con đại bàng đâu hết. Chỉ thấy cái bộ máy, cái động cơ của Harley Davidson cộng với lại cái bình xăng. Khi chúng ta mở nó lên thì chúng ta sẽ thấy con đại bàng. À, cái điểm đặc biệt và điểm rất là độc đáo của cái mẫu bật lửa Zippo Chrome này. À, chúng ta thấy rất là đẹp. Logo nổi ở phía trên. Cái phần động cơ được khắc rất là tinh xảo. Cái phần động cơ cũng như là cái bình xăng. Ẩn phía dưới là lá cờ Mỹ, quốc kỳ Mỹ với những vạch và những ngôi sao rất là đẹp. Cái phần động cơ cũng như là cái phần lá cờ Mỹ này được khắc rất tinh xảo, rất là chi tiết, nhìn nó rất là đẹp, rất là sống động, giống như là thật vậy. Đây là một cái mẫu bật lửa Zippo chính hãng của hãng Moto Harley Davidson. Nó chúng ta có thể thấy cái hộp của nó cũng có cái logo của Harley Davidson. Đây là một trong những cái mẫu bật lửa Zippo được sản xuất dưới bản quyền của hãng Moto Harley Davidson nổi tiếng thế giới. Và đây cũng là một trong những cái mẫu bật lửa Zippo bán rất chạy của hãng Zippo. Được sản xuất năm 2017, mới 100%, chưa bao giờ sử dụng. Chúng ta có thể thấy cái chi tiết của cái động cơ của Harley Davidson, bình xăng. Và đặc biệt là cái con đại bàng nó được ẩn ở phía bên trong. Khi chúng ta mở lên thì nó dở cái bình xăng lên và chúng ta sẽ thấy con đại bàng ở phía bên trong đây. Rất là đẹp, rất là độc đáo. Đó, khi đóng lại thì chúng ta thấy toàn bộ cái động cơ, bình xăng của cái và cái logo Harley Davidson, phía trên là cái lá cờ, lá quốc kỳ Mỹ. Khi chúng ta mở lên thì chúng ta sẽ thấy con đại bàng ở đây. Rất là đẹp, rất là độc đáo. Mới 100%, chưa bao giờ sử dụng. Rất là độc đáo, rất là đẹp. Cái hộp của nó cũng có cái logo Harley Davidson. Đây có thể là một trong những cái mẫu bật lửa Zippo tiêu biểu của hãng Zippo, có sự kết hợp giữa hai cái thương hiệu hàng đầu của nước Mỹ, là hàng đầu và lâu đời của nước Mỹ là Zippo và Harley Davidson. Hai cái tên tuổi gắn liền với những cái sản phẩm độc đáo của nước Mỹ, những cái biểu tượng của những cái sản phẩm, giá trị của những cái sản phẩm tượng trưng cho biểu tượng của nước Mỹ. Rất là đẹp, rất là độc đáo. Chúng ta có thể thấy cái chi tiết của cái logo nổi này, nó rất là đẹp. Và cái logo nổi này nó làm cho cái bật lửa Zippo này nó cũng nặng hơn những cái bật lửa Zippo thông thường, cho nên nó cầm nó rất là đầm tay, rất là chắc chắn. Đây là một trong những cái mẫu bật lửa Zippo bán rất chạy tại AJ Brothers Shop. Để mua sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào website của bên mình tại AJ Brothers Shop, hàng xách tay từ Mỹ. Ở hai địa chỉ website. Địa chỉ website thứ nhất là az.com.vn. Địa chỉ website thứ hai là az.com. Số điện thoại là 0985 181617. Đây là những cái website chuyên bán hàng xách tay từ Mỹ, cũng như là cung cấp dịch vụ mua hộ hàng từ Mỹ. Do đó mua hàng tại đây thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, giá cả và đặc biệt là nguồn gốc của sản phẩm. 100% các cái sản phẩm đang được bán tại hệ thống website của bên mình là những cái sản phẩm được mua, được lựa chọn, được sưu tầm tại thị trường Mỹ và xách tay về Việt Nam. Do đó các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua hàng tại hệ thống website của bên mình. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này.